mọi người nhá, hiện tại bây giờ bọn mình làm clip đi chôn người, nhưng hiện tại đi ra ngoài đồng mọi người ạ, thì gặp một con rắn. Bây giờ bọn mình sẽ đập con rắn này luôn nhá. Không biết bắt được hay không, nhưng chắc chắn với kinh nghiệm của mình sẽ đập được nó. Bây giờ mình sẽ đập siêu quay luôn cho mọi người nhìn nhá. Không phải, con rắn đấy đây, hôm trước trong hang ấy. Anh em, đây kìa, đừng cho nó chạy bụi. Đập đi. Chạy đây Hoàng. Không sao. Rắn nước đây. Không sao, cứ đập đi. Em chặt gãy cái gì. Đập đi. Rồi để nhìn ăn đâu như nào. Được, đập, được. Mình là mình sợ rắn. Hết rồi, nó cuộc đời nó đi rồi. À, mình đéo dám đập. Ôi, đừng đập lan, ăn không ngon. Đấy. Đấy. Về siêu cay luôn. Đi. Mọi người về siêu cay mọi người nhá. A few moments later. Chín rồi anh em nhỉ? Chưa. Thơm ngứa người ấy. Nắm từ lúc thế cơ mà. Nhìn nó xanh hiệu thế cơ mà. Muốn nhìn bên trong nó chưa có cái đấy. Được chưa? Được rồi đấy. Lâu rồi đây. Đấy mọi người nha, bây giờ mình cho ra đây nhá. Camera cho ra đây xem anh em. Em cầm từ lúc sáng bây giờ. Anh em mình làm từ chiều ấy nhỉ? Từ chiều. Trời còn sáng bây giờ nên. Bây giờ là khoảng 7 giờ rồi mọi người ạ. Anh em mình chưa ăn uống gì cơ. Có mỗi một con rắn thôi. Người ăn còn đen xì thế này mọi người ạ. Đấy nhá. Quay sát đây cho anh em xem. Quay sát này quay nghiêng. Đó. Ui à. Đấy mọi người nha, chín rồi nha, bây giờ mình sẽ cắt lại. Đây, cùng thử thức xem nào. An trước, à Tuyên. Tuyên. Đây. Con gì này? An nha. Bây giờ đến mình nha. Đây, quay sát mồm cho anh em xem này. Đây, nước chấm đây nha. Đây, mình chấm này. Đây, mời mọi người nha. Sướng quá. Ừ, để em ăn không? Mình ăn nha mọi người nha. Ôi. Mời mọi người nha. Ừ, kéo quá rồi. Như xương cá ấy. Có mềm như ăn xương được, cá. Ăn được xương. Ăn được cả xương. Ăn được xương mà. Tuyên à, đến là Tuyên này. Đây, mời mọi người cùng thưởng thức cùng mình. Chua cay. Cay quá. Ngon lắm. Cay nhưng mà ngon. Đây là tôi ăn nha mọi người nha. Quay sát đây cho anh em xem này. Phần này nhiều thịt à. Đây nha mọi người nha. Đây. Cuộc đời thật là sung sướng. Ngon phê lời. Tuyệt vời. Cay muốn khóc luôn đấy mọi người ạ. Cay muốn khóc luôn. Ờ, cay quá. Xịt xoa. Châu chấu diệt mồi anh em ạ.
cho nó cứng đó. Được chấm cùng cay. Anh em chấm sa tế cũng cay. Ôi. Chua chua cay. Ôi. Mình bỏ tay lại này cay quá. Đúng trong sở trường của mình đấy. Đây để thịt này. Đúng rồi, xương cứng lắm. Đó hết răng rồi. Đây, anh em chén luôn đi. Châu chấu giật mồi cắt ra. À, làm miếng nước đúng rồi. Cay lắm. Cay lắm anh em ạ. Rồi, toàn ớt luôn. Đây còn sa tế mình quét lên nữa. Đấy, anh em mình như kiểu đi đào than về luôn này. Vắt chanh vào ăn này em ạ. Đây, xoay cho An ăn nào. Ăn là miếng đuôi kia đi. Đấy. Đây. Ờ. Làm chấm miếng đuôi luôn mọi người nhá. Đúng rồi, chấm đi. Mình chấm một ít rồi cay lắm. Ăn dưới, anh em thấy ăn chưa? Ê, anh em mới đi làm than về. Đấy. FC đào than nhá. Đấy. Cay không? Cay. Cay lắm anh em ạ. 7 dưới mà mình vẫn còn chưa tắm mọi người nhá. Đúng rồi. Mình là những con người đào than. 7 dưới rồi anh em mình vẫn còn đang ngoài vườn. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá.